Theo báo cáo, Sở Thông tin Truyền thông đã tổ chức đón tiếp các ủy viên báo chí các cơ quan đại diện ngoại giao, phóng viên các hãng thông tấn báo chí nước ngoài có văn phòng thường trú tại Việt Nam đến tham dự chương trình trải nghiệm Quảng Nam. Ngoài ra, Sở đã lồng ghép các hoạt động thông tin đối ngoại tại các sự kiện kỷ niệm quan hệ ngoại giao với các nước Hàn Quốc, Ấn Độ. Qua trao đổi ý kiến, đoàn công tác đánh giá cao những kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam trong việc thực công tác thông tin đối ngoại bằng nhiều hình thức, trực quan, sinh động. Với riêng công tác thiết lập mới cụm thông tin điện tử phục vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu biên giới Nam Giang, Phó cục trưởng Cụ thông tin đối ngoại Đinh Tiến Dũng cho rằng cần phải chọn lựa nhà thầu, thiết bị tốt, đồng thời phối hợp tốt giữa các sở ngành để đưa thông tin về cơ sở, cung cấp thông tin trên báo chí. Từ DOCO thể phát huy tối đa hiệu quả thông tin tuyên truyền của Cụm thông tin điện tử sau khi thiết lập.